Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ vào bếp để làm món sinh tố táo. Món này rất tốt cho sức khỏe và ăn rất là đã khát trong những ngày hè nắng nóng. Sau đây chúng mình cùng vào bếp để làm thôi. Liệu để làm món sinh tố táo này thì gồm có một túi sữa tươi, một hộp sữa chua, 2 thìa đường, 2 thìa mật ong, một hộp sữa đặc, 2 quả táo và 1/2 quả chanh nha các bạn nha. Đây là nước cốt chanh. Bây giờ thì mình sẽ gọt táo nha. Các bạn pha một chút mùi loãng này đây. Để khi mà miếng táo của chúng ta gọt xong thì chúng ta cho vào ngâm, nó sẽ không bị thâm. Mình sẽ lấy một miếng táo ra để trang trí nha. Một miếng táo mà để trang trí thì chúng ta cũng nên ngâm vào đây cho nó đỡ bị thâm các bạn ạ. Còn những miếng táo khác thì chúng ta nên gọt vỏ. Nếu các bạn đảm bảo táo của mình mua sạch 100% thì các bạn không nên gọt vỏ, để cả vỏ ăn cho nó thơm các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn cẩn thận, gọt vỏ vẫn. Các bạn có thể gọt tròn vòng quanh quả táo hoặc là gọt dọc cũng được. Quả này mình sẽ gọt tròn. Bát này hơi đầy nước, mình sẽ đổ đi một chút không lại trào ra các bạn ạ. Vậy là chúng ta đã gọt xong táo rồi. Bây mình sẽ dọn dẹp sạch chỗ này một chút nha. Bây giờ mình sẽ cho táo vào máy xay sinh tố. Những miếng nào to thì các bạn có thể sắt làm đôi, để đến khi chúng ta xay cho nó dễ nha. Bây giờ mình lần lượt cho mấy thứ gia vị này vào, trước tiên là sữa chua. Đường. Mật ong. Nước cốt chanh nha. Và cuối cùng các bạn cho sữa tươi vào. Sau đây chúng mình sẽ cho lên xay. Các bạn ơi, sau khi xay nhuyễn xong rất là nhanh chóng thì chúng ta sẽ cho một vài viên đá vào nhé. Bây giờ chúng ta cho ra được rồi. Các bạn cắt đôi một chút cái miếng táo này ra để chúng ta sẽ cắm vào cái cốc trang trí nha. Các bạn ơi, như vậy là cốc sinh tố táo của chúng ta đã hoàn thành rồi. Các bạn ơi, như vậy là món sinh tố táo của chúng ta đã hoàn thành rồi. Xin mời các bạn, bên mình sẽ thưởng thức nha.
Các bạn ơi, rất thơm, thơm của mùi táo kết hợp với cả mùi mật ong, mùi chanh, mùi sữa làm cho một cốc sinh tố táo của chúng ta rất là ngon tuyệt vời trong những ngày hè nắng nóng. Các bạn hãy tự làm cho gia đình mình những cốc sinh tố táo thơm ngon như này để chiêu đãi cả gia đình mình trong những ngày hè nhé. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Xin mời các bạn.